Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Ngọc Lan, Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với Cà Phê Sáng của Lý Đồ Sài Gòn TV, một ngày đầu tuần thứ hai. Gửi lời chào Ngọc Lan ngày hôm nay. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Ngọc Lan có một ngày Mother's Day vui vẻ không? Quá vui. Quá vui ha. Tại vì nhà Ngọc Lan đông cho nên cứ mỗi lần đến Mother's Day thì gom hết mọi người gia đình lại rồi. Cho nên rất là vui. Mẹ vẫn còn nữa, cho nên đó là cái điều hạnh phúc vô cùng. Và mong rằng quý vị, những ai còn mẹ có được một ngày Mother's Day thật vui. Chúng tôi thì ngày hôm qua đi swap meet. Có đứa nhỏ nó thích đi đi tìm, với lại có nhiều cái món mà mình cũng nhân cơ hội để đi một vòng xem như thế nào, mua được nhiều thứ rẻ nó đổ lặt vặt trong nhà. Ở đâu nữa. Anh? Ở Cyprus, trên đường Valley View, thưa quý vị, phía bắc gần Freeway 91 đó. Ở đó có một thấy nhiều người Việt Nam bán hàng, rồi khá nhiều người Việt Nam đi mua sắm. Vui vẻ lắm. Ngoài đó thì mua được nhiều đồ rẻ. Và một điểm đáng chú ý, hàng hoa đó, cửa hàng hoa hôm qua là chúc mừng cho những người bán cây. Cây bán rất có giá mà người ta mua rất là nhiều. Có nhiều người cũng hay lắm, làm ở nhà hết mấy cái lọ bé bé thôi, chích cũng nuôi đó. Rồi có hoa bong bóng này nọ mang ra bán sạch hết. Đến khi mà chúng tôi rời cái chỗ đó thì thấy rằng nhất là những cái hàng hoa đó, hoa không còn nữa, người ta mua hết. Bởi vì vẫn rẻ hơn so với việc mà nhiều người không có xuống Los Angeles để mua hoa được đó. Thì nên ngày hôm qua, nhất là người gốc châu Mỹ Latin, họ ăn mừng ngày lễ mẹ rất là lớn. Hay, nhà nào cũng vậy hết đó. Dạ. Ngày lễ mẹ thì anh Thủy đi đi chợ trời. Ngày hôm nói về lấy mẹ trước đi, nhưng mà cái này thì cũng nói về hai bà mẹ. Cái chuyện này nó xảy ra trước cái ngày lễ mẹ hai ngày, nhưng mà cũng là một cái tin khá là lạ lùng. Bởi vì liên quan đến mẹ. Liên quan đến mẹ. Tại vì trước khi mình nói đến những chuyện về mẹ nhưng mà nó không vui, thì mình nhắc một cái chuyện nó rất là hy hữu, nó xảy ra ở York Berlinda. Thì đây là hai chị em. Hai chị em này là hai chị em sinh đôi. Một cô tên là Erin, một cô tên là Jill. Hai chị em sinh đôi. Thì người ta nói là trong cuộc đời của những người sinh đôi, nó có những cái điều nó trùng hợp, nó rất là lạ lùng. Nhưng mà trường hợp hai chị em cô này vui lắm. Hai chị em xong rồi lấy chồng cũng cùng thời điểm với nhau. Rồi xong đến khi có bầu đó, thì hai chị em cũng có bầu thời gian tự tự ở nhau. Trong khi đó đó, thì cô Jill đó, thì được dự sinh là sẽ sinh sớm hơn cô Erin khoảng một tuần lễ. Nhưng mà đến ngày hôm thứ năm vừa rồi á, khi cô Jill này được đưa vào bệnh viện để chuẩn bị sanh á, sanh mổ, thì lúc đó thì cô Erin thay vì là phải sanh một tuần sau nữa, thì cô lại bị vỡ ối, cho nên là cũng được đưa vào bệnh viện luôn. Thì hai chị em lại sanh ra, người này sanh cách người kia chỉ có một phút thôi. Một phút, nhưng mà điều tức là một cô đó thì đã sanh sớm hơn gần 10 ngày, rồi thành ra đưa đến chuyện là hai chị em sanh cùng trong ngày thứ năm, một sát cách nhau chỉ một phút, mà hai người đều sanh ra là hai bé trai. Cái chuyện hai chị em sinh đôi sanh ra hai đứa con trai cũng đã thấy là hy hữu rồi, nhưng mà cái điều mà vui hơn nữa đó, lạ hơn nữa là hai đứa bé trai này nó lại có cái cân nặng giống nhau. Hai đứa bé trai này cân nặng giống nhau. Rồi chưa hết, hai đứa bé này nó có cái chiều dài, tại vì nó nhỏ quá cho nên nó nằm ta đo chiều dài chứ không phải đo chiều cao, nó giống nhau luôn. Nó giống nhau luôn mới là rất là lạ lùng. Mình nhìn thấy cả hai đứa cũng tương tự như nhau. mà cái điều, một điều thú vị nữa đó là bố của cái đứa bé mà Erin này á,
ông bố đó cũng lại có một là một đứa một người sinh đôi nữa, tức là có một người anh em sinh đôi nữa đó, thì nó nó có nhiều cái chuyện mà người ta nói quá là hy hữu, quá là lạ lùng. Đúng. Và cho nên trong ngày lễ mẹ thì hai người mẹ trẻ này đã có cái thời gian để mà tận hưởng những cái điều rất là đặc biệt ở trong cuộc đời của mình. Phần lớn những cặp sinh đôi đó, thưa quý vị, họ đều có đời sống riêng biệt hết. Yeah. Mặc dầu lúc nhỏ là sinh đôi ở chung nhà và cùng lớn lên luôn nữa, nhưng mà đến khi trưởng thành rồi đó, cá tính của hai người nó lại thay đổi nhau. Nhưng có một cái điểm mà chúng tôi ngạc nhiên, bởi vì trong nhà có cặp sinh đôi, rõ ràng là hai đứa khác nhau, có đứa gia đình, có đứa không gia đình. Nhưng mà hồi nhỏ đó, khi mà bệnh, hai đứa bệnh chung. Rồi lớn lên về sau này đó, đứa một đứa bị cái gì thì đứa kia dường như cũng có cái cảm nhận như là thần giao cách cảm. Cũng thế nữa, tức là hai đứa bệnh cùng một cái thời điểm, hai cái loại bệnh khác nhau, nhưng mà cũng mỗi khi đứa bệnh trở trời hay cái gì đó thì đứa kia cũng cảm nhận được cái điều đó, không biết giải thích sao, nhưng đời sống của hai đứa hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà người ta nói là những anh em sinh đôi như vậy, hay là chị em sinh đôi, có nhiều khi một trai một gái, thì thường họ rất là thương nhau. Dạ, thương nhau một cái tình cảm rất là đặc biệt, sẽ hơn hẳn so với những chị em khác. Tại vì được gia đình mang đi đâu cũng mang đưa hai đứa đi, chụp hình thì cũng hai đứa chung, mỗi bên một đứa. Rồi, như vậy là hai chị em sinh đôi này về sau này sẽ có bao nhiêu câu chuyện để kể cho hai đứa nhỏ nó nghe. Đúng. Và hai đứa nhỏ sẽ mặc dù là cousin với nhau nhưng mà rõ ràng có cái mối quan hệ vô cùng thấm thiết hơn nữa vì câu chuyện. Và các em thấy là mình mới biết được thêm nhiều cái chi tiết như Ngọc Lan vừa kể đó. Sinh đôi rồi bố của mình cũng có anh em sinh đôi. Lạ quá. Mà chiều cao cân nặng giống nhau, chiều dài cân nặng giống nhau nữa, thì người ta nói là quá là hy hữu trong trường hợp của hai đứa bé này. Hôm cuối tuần thì lại một lần nữa, thưa quý vị, xảy ra nhiều vụ nổ súng. Nhưng mà trước khi đưa những cái vụ không vui như thế này thì có một tin vui. Tin này chắc quý vị đã nghe cũng một vài tuần lễ qua, chúng tôi cũng nghe được thấy. Đó là chương trình dịch vụ Internet vừa túi tiền. Và cái dịch vụ này nó có thể nó là rẻ gấp phân nửa so với giá Internet quý vị đang trả. Gia đình chúng tôi đang trả Spectrum Internet là $60 một tháng, với cái tốc độ nó chỉ lên tới khoảng 70. Họ nói là 100 megabit một second, nhưng mà khi mà tôi đo đó thì nó còn 70 à. Thì cái đó là không khó lòng mà lên được cái ideal lắm. Cho nên cái mà họ quảng cáo là 100 á, thì thực sự trên thực tế nó khoảng 60-70, bởi vì tùy theo giờ làm việc, khi mà nhiều người vào Internet một lúc thì chắc chắn cái tốc độ nó không còn. Nhưng mà đây là cái tiêu chuẩn mới nhất, và sáng nay chính quyền của Tổng thống Joe Biden cùng với bà Phó Tổng thống Harris sẽ thông báo sau khi họ đã nhận được sự đồng thuận của ít nhất 20 nhà cung cấp dịch vụ Internet, trong đó có cả Spectrum luôn, Verizon đương nhiên rồi, Spectrum, Verizon, AT&T, tất cả. Và trong thời gian qua họ đã công bố cái chương trình quảng cáo $30. Tin tức vào sáng ngày hôm nay có thêm chi tiết nữa, bởi vì trong thời gian qua chúng tôi chỉ nghe cái quảng cáo sơ sơ thôi và không biết được sẽ cung cấp như thế nào. Quý vị sẽ đặt câu hỏi là không biết lợi tức của chúng tôi là bao nhiêu thì mới được cung cấp $30 một tháng này. Sẽ cung cấp hết luôn á cho gia đình, và mở rộng hơn nữa cho những ai mà trong nhà có người lãnh trợ cấp thực phẩm nha. Rồi gia đình của người cựu quân nhân. Cho nên họ nói cái số người mà nhận được Internet dịch vụ giảm giá đó có $30 một tháng thôi, nó sẽ chiếm tới đâu gần 50-60 triệu gia đình người dân rồi đó, và bao gồm luôn các bộ lạc trong các nơi của người bản xứ, tức là người da đỏ đó và người bản xứ, bởi vì trong các bộ lạc này cái giá Internet đã đắt hơn nhiều. Các công ty mà cung cấp dịch vụ cho các bộ lạc đó, bởi vì xa xôi hẻo lánh cho nên cái giá cả nó cao hơn chúng ta. Vì thế những người này nhận được tới 70-75 đồng lận, trong khi gia đình của quý vị sẽ nhận được 30 đồng khấu trừ. Và chương trình này sẽ có cho đến khi nào mà chính phủ mới có thể hủy bỏ cái sắc lệnh này, bởi vì đây là chương trình trợ giá của chính phủ liên bang. Chúng tôi tiếp tục với tin tức này ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.